Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần cảnh và tâm. Như chúng ta hiểu trong vi diệu pháp đó, thì cái phần mà 18 tâm vô nhân nó gắn liền với lại cái hoạt động của cái dòng tâm thức mới trong cái hiện kiếp của chúng ta. Dòng tâm thức mới trong hiện kiếp của chúng ta đó chia ra làm hai lộ. Một cái lộ gọi là lộ ngủ và một lộ gọi là lộ ý. Lộ ngủ và cái thứ hai là lộ ý. Tất cả những cái này nó sử dụng trong 18 tâm vô nhân. Mà người ở cõi dục sử dụng 17, không có cái ứng cúng vi tiếu nằm đây. Thì nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Hay nó còn gọi là một cái dòng nghiệp mới trong cái hiện kiếp. Dòng nghiệp mới này nó luôn luôn, nó nối kết với tiền kiếp. Và cái tiền kiếp không có đâu khác hơn, nó chính là cái tâm hộ kiếp. Ngày đêm nó trôi chảy trong cái hoạt động tâm thức của chúng ta. Và cái dòng hộ kiếp này thì nó chứa hai cái dòng nghiệp. Một cái dòng nghiệp đen, nó gọi là những cái pháp bất thiện. Và dòng nghiệp trắng, nó là những cái pháp thiện và thiện trí. Nó là hai cái đó. Khi chúng ta tìm hiểu về vi diệu pháp á, đầu tiên đó chúng ta đã học những cái pháp bất thiện và pháp thiện. Tất cả những cái pháp bất thiện đây, 12 cái pháp bất thiện là tham sân si nằm đây. Và tất cả những cái pháp thiện thì chúng ta đã lướt qua rồi. Nhưng mà tất cả những cái pháp thiện và pháp bất thiện này á, sở dĩ nó phát sanh lên trong tâm của chúng ta là nó do hai cái việc, đó là cảnh và tâm. Thì cảnh nó có hai loại cảnh. Một cái loại cảnh nó thuộc về lậu ngũ á, là nó chính là cảnh của mắt, cảnh của tai, cảnh của mũi, cảnh của lưỡi, cảnh của thân. Nó là một cái loại cảnh đó. Một loại cảnh thứ hai nữa là cái cảnh nội, nó khởi lên trong tâm thì nó chính là tạo nên cái lộ ý. Như vậy cái hoạt động trong cái luân hồi của chúng ta xuyên suốt từ vô lượng kiếp cho tới nay, thì những cái hoạt động trong mỗi một hiện kiếp, tức là cái kiếp hiện tại đó, ở đây là nó giới hạn trong một cái kiếp, là cái kiếp hiện tại của chúng ta, thì cái dòng tâm thức của chúng ta nó trôi chảy từ cái tiền kiếp tới hiện kiếp. Đến khi chúng ta chấm dứt cái đời sống hiện tại chúng ta thì nó bắt đầu sang cái kiếp tới. Thì cái kiếp này nè, cái kiếp mà hiện tại vừa qua, nó trở thành quá khứ và nó trở thành là một cái tiền kiếp của chúng ta, và nó trôi chảy như vậy. Thì khi mà chúng ta sống trong cái kiếp hiện tại này, thì cái hiện tại này là ở địa ngục, hiện tại này là kiếp Atula, hiện tại này là ma hay là quỷ, hiện tại này đó là súc sanh các loại. Thì cái hiện tại đó, cái dòng tâm thức của nó vẫn đi trong lộ ngũ và lộ ý, nó vẫn hoạt động như thế. Và những cái hoạt động này, khi cái lộ ngũ vậy thì nó sẽ bắt những cái cảnh. Như nãy thì cô có nói là năm cái cảnh của lộ ngũ và cái cảnh nội của lộ ý, thì nó chỉ là cái hoạt động giữa cảnh và tâm. Thì chúng ta ôn lại chút xíu, chúng ta sẽ thấy thế này. Khi mà chúng ta nói về cái tính chất đặc biệt của cái cảnh, khi mà tâm chúng ta bắt cảnh đó, thì cái thứ nhất là nó tùy theo cái hạng người. Hay nói rõ hơn đó là nó tùy theo cái phước của cái người này. Phước này đó, rõ ràng á, nó là phước trí hoặc là phước thiện, nhưng mà chủ yếu nó là phước trí. Khi một cái người mà có cái trí tuệ về tâm linh cao, thì bất cứ cái cảnh nó hiện ra đó, xấu hay tốt gì, nó cũng tùy theo cái phước trí này mà nó tăng tiến trên con đường thiện lành của nó. Hoặc là do nhờ cái căn cơ thiện lành của người này sâu dày mà tất cả những cái nghịch cảnh
nó không có thể tiếp tục được nữa. Những nghịch cảnh nó phải ngừng lại. Đối với những người mà cái thiện căn người ta dày, tức là những người tích lũy cái phước thiện từ nhiều đời nhiều kiếp, nó hình thành như là một cái bản chất riêng biệt mạnh mẽ của người đó. Người ta nói là cái người là thiện căn vốn nó đã có sẵn rồi, thành ra khi đứng trước các cảnh đó thì do cái phước thiện và cái phước trí này đó mà chúng ta thoát khỏi cái sự sai lầm và thoát khỏi cái sự đau khổ. Cho nên chúng sinh trong các cõi mà thoát khỏi cái khổ của mình hay không á, là cũng do hai cái phước này. Bởi khi sư cô giảng một cái bài pháp ngắn mà nói về cái phước thiện và phước trí thì có nói thế này, là tất cả chúng ta có mặt trên thế gian này trong cái đời sống hiện kiếp chúng ta đây đó chỉ để làm cái phước thiện và phước trí mà thôi. Và nếu chúng ta không biết được cái điều này đó thì chúng ta tạo tác không biết bao nhiêu cái điều mà đi ngược lại với cái phước. Mà đi ngược lại cái phước là nó ngược lại với sự trong sạch và sự trong sáng ở trong tâm. Thì nó phải rơi vào trong những cái tâm tối của cái lòng mình. Và như vậy khi thân huệ mạng chung thì chúng ta phải rơi vào trong cái cảnh phù hợp với tâm. Bởi vì chúng ta tái sanh mà lại tái sanh bằng tâm quả. Cho nên chúng ta có mặt trong cái gia đình này, cha mẹ chúng ta như thế này, anh em chúng ta như thế này, thì chúng ta có một cái gia đình riêng, chồng vợ thế này, con cái thế này, cùng với tất cả những cái mối quan hệ trong gia đình và xã hội, thì đó là cảnh và tâm chúng ta. Cái phước chúng ta tới đâu thì chúng ta có mặt ở trong cái cảnh đó. Cha mẹ chúng ta như thế nào chính là cái phước chúng ta tới đó thì chúng ta có được cha mẹ như thế. Do cái phước của mình. Có những người có cái phước á, cha mẹ là một cái người rất là đàng hoàng, rất là có đức độ, nhưng không hưởng được cái gì cả. Là do cái chủng tử, do cái chủng tử trong cái tâm này, nó cái phước thiện và phước trí nó mỏng manh quá. Cho nên nó đi trong cái sâu dày của nó, là đi trong cái pháp bất thiện của nó mà thôi. Thì vậy dẫu cảnh có đẹp đi nữa, cảnh có tốt đi nữa, nhưng mà tùy theo cái hạng người. Nếu một cái người thiếu phước thì không có cái khổ nào không có. Bây giờ mình thiếu phước, mình có sinh ra trong cái gia đình giàu có cách mấy đi nữa cũng không hưởng được tài sản trong cái gia đình. Mình có thiếu phước đi nữa mà trước mặt mình cái cảnh đầy đủ nhất, mình cũng không hưởng được đầy đủ. Thậm chí bản thân mình có cái phước là có tài sản đi nữa cũng không được hưởng cái tài sản của mình. Vì thế cảnh và tâm, cảnh và tâm bao giờ đầu tiên nó phải tương ưng với nhau. Cho nên chúng ta sống trong cái hiện kiếp này, những cái cảnh đó nó tương ưng với quả phước của mình. Và nếu trong cái đời này mình không biết tạo cái phước thiện và phước trí mà mình làm ngược lại cái phước đó thì thân hoại mạng chung mình sẽ đi vào cái con đường thiếu phước của mình, do mình không biết tạo phước. Chưa kể mình làm tổn phước mình nữa. Và chưa kể là mình tạo tội. Và nhất là những cái tội lỗi cực kỳ nặng nề do cái, những cái pháp tâm tối trong mình đó khởi lên mà không kiềm chế được. Không có điều khiển nó được. Không có điều phục nó được. Thì chúng ta gây cái tai họa rất lớn cho mình. Hầu hết đó, chúng ta đi chỉ biết có một điều đó, là chúng ta phải ứng xử với tất cả những cảnh bên ngoài. Nhưng mà về tâm linh đó, cái việc chúng ta ứng xử ở bên ngoài, nó là cái hiển lộ những gì chúng ta đã ứng xử trong tâm của chúng ta. Và cái mà chúng ta ứng xử trong tâm chúng ta là do chúng ta có đầy đủ cái phước thiện phước trí hay là chúng ta thiếu cái phước thiện phước trí mà trong tâm chúng ta khởi lên. Và chúng ta đã chuyển nó ra từ trong cái suy nghĩ, từ trong cái động tác này. Động tác này thuộc về trong ý, nó sẽ chuyển ra bằng lời nói, nó chuyển ra hành vi luôn.
Thành ra nó tạo tác ba cái tầng cấp của nghiệp. Nghiệp thuộc về ý nghiệp, nghiệp thuộc về khẩu nghiệp, và nghiệp về thuộc về thân hành nghiệp. Cả ba cái nó xuất hiện trong đời sống ta và nó tạo tác, nó làm tăng lên cái nguồn của phước thiện, hay là nó làm tăng lên cái nguồn của đau khổ phát sinh vậy. Cho nên cảnh trong hiện tại, trong cái đời sống của chúng ta đây nè, ngày ngày chúng ta gặp ai, chúng ta sống trong cái môi trường nào, chúng ta ứng xử ra sao, và chúng ta đó, người khác cư xử với mình ra sao, tất cả nó đều nằm trong cái phần cảnh và tập. Thì thấy rõ cái chỗ này chưa? Chúng ta hiểu được cái điều này đó, hàng ngày chúng ta sẽ tập thấy. Bây giờ mình có con đây nè, mỗi ngày mình nói nó, với nó mình luôn luôn muốn nói những cái điều rất là coi như dịu dàng, ân cần, tử tế và tốt đẹp, nhưng nói không được, mình phải quạo lên thì mình biết cảnh và tâm rồi đấy. Còn có người á, người ta có cái phước á, cái gia đình của người ta không có nói đâu, chỉ cần nhìn nhau, mẹ nhìn con là con nó biết mẹ hài lòng hay không hài lòng, là nó lập tức thay đổi. Thì đó là phước, đó là phước của mình. Thì cảnh đó cũng vẫn là cảnh, là đứa con đấy, và tâm vẫn là tâm của mẹ đấy. Và trong đời sống tất cả diễn ra đều là cảnh và tâm. Và khi ứng xử, tâm ứng xử với cảnh thì nó sẽ hình thành nên cái lộ ngũ hoặc lộ ý, và cái hoạt động của nó đây, nó sẽ tạo tác thành cái nghiệp, là cái mà mình quân tập thành cái thói quen ứng xử, nghiệp thiện lành hay là nghiệp tâm tối, tất cả đều như vậy thôi. Chúng ta hiểu rõ điều này đó, để mà hàng ngày trong cái đời sống đó, chúng ta xem xét. Nó không những cảnh ở trong nhà, mà cảnh nơi chúng ta làm việc, cái cảnh chúng ta đến. Có những người có phước, khi đến chùa thì gặp thuận duyên. Có người thiếu phước thì khi đến chùa đó, thuận duyên thì ít mà nghịch duyên thì nhiều. Đi ra chợ búa cũng vậy, đi ra đường cũng vậy. Tai nạn giao thông, da quẹt, đủ thứ mọi chuyện xảy ra là tất cả đều là cảnh và tâm, và là cảnh và là quả. Tất cả cảnh đều là quả của mình. Và khi mình ứng xử rất là có tiền kiếp và có hiện kiếp, tức là nó có tâm quả và nó có một cái tâm hiện năng tạo tác là động tác. Còn tất cả những tâm đi trước nó đều là tâm quả, vì thấy quá khứ và hiện tại nối liền với nhau, không có tách rời được. Và khi thân quả mãn chung rồi thì cái hiện kiếp này nó trở thành một cái kho của quá khứ, và lại tiếp tục làm cái nền cho một cái đời sống kế tiếp bằng cái hậu kiếp đây. Nó chuyển động như thế mà. Thành ra khi mình biết rõ như thế là mình không có đổ thừa tại ai. Không phải ông trời, ông không có thương mình. Chư thiên bao giờ cũng thương chúng sinh khắp các cõi mà thiếu phước hơn mình cả. Nhờ cái từ bi đó mà mới thành chư thiên. Nhờ cái sự sáng suốt đó mà mới thành chư thiên. Cho nên trời không có hại ai cả, mà chính đó mình hại mình. Mình hại mình bằng cách đó, người hại người. Người nào hại người khác là người đó hại mình trước tiên, rồi mới tới cái người khác bị tổn hại. Cho nên chúng ta nhìn lại, chúng ta chỉ thấy là cái hoạt động của cảnh và tâm, nó đi trong cái lộ ngũ và đi trong lộ hỷ, đi tới đi lui, đi tới đi lui, nó chỉ là những hoạt động như thế thôi. Cho nên bây giờ mình nhìn thấy, mình kiểm soát, mình thấy nó, mình mới hiểu đích thực một cái đời sống nghĩa là gì. Cho nên chúng ta đi trong cái thế gian, đi trong cái thế gian, đi trong cái thế gian pháp là đi trong cái luân hồi, đi trong cõi dục giới, đi trong cõi sắc giới, đi trong cõi vô sắc giới, và cứ thế chúng ta đi
khắp cùng trên thế gian này đó bằng cái tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, chưa thoát ra được. Và con đường hoạt động của nó nằm trong lộ ngũ và lộ ý, và tất cả đều là cảnh với tâm. Và tính chất của tâm thì chúng ta thấy nội cái đầu tiên không là chúng ta thấy là do phước của mình thôi. Mình nhìn, mình nói sao người ta có cha có mẹ có phước vậy, ta có chồng có vợ có phước vậy, ta có con có cái có phước vậy, ta có bạn có bè có phước vậy, ta đi làm ta gặp cái người đồng nghiệp có phước vậy. Nhưng mà mình thì không có được như vậy, vì tất cả đều do. Và phước là do ai tạo? Do mình tạo. Thế bây giờ mình kêu ca cái gì? Bây giờ má mình sanh hai đứa con, nhưng mà má thương mình có chút xíu à. Mình toàn bận đồ cũ không, cái gì cũng của chị để lại hết. Ăn cũng ăn đồ dư của chị, xài cũng xài đồ thừa của chị. Coi như cái gì thừa thải là tới tay mình, còn cái gì mà nó nguyên vẹn, nó ban đầu thì của người khác. Vì cái phước mình nó dễ biết nói sao. Thậm chí có những người mẹ còn nói này: má không biết sao mà con đi rồi má mới nhớ ra là để dành cho con món này món nọ, mà con về thì nó quên hết. Nó nhớ toàn là cái đồ dụng dằn đem ra không, còn cái đồ nguyên thì đứa nhỏ đi rồi mẹ nhà mới nhớ, thì thôi nó đó, qua rồi thì cho người khác ăn, mà người khác ăn là chị của nó. Do mình thiếu phước. Hiểu như vậy để không trách ai, hiểu như vậy để mà tạo phước. Thành ra cảnh xuất hiện mà để cho cái tâm mình ứng xử đó, cảnh đó là quả nghiệp của mình. Bây giờ mình kêu trời vào đâu được nữa. Phải hiểu là tất cả đều do mình tạo tác. Mình không chấp nhận điều này thì mình sẽ tạo tác những cái điều khốn khổ hơn nữa. Tại vì đó là một cái sự thật mà mình không chấp nhận cái sự thật đó, mình luôn luôn là đổ thừa. Thậm chí đổ thừa này, tại lúc đó tôi cũng mơ mơ màng màng sao đó chứ tôi cũng không có cái ý vậy. Nếu nhiều cái thấy cũng đổ thừa. Mà không có chịu xác nhận rằng lúc đó tôi không sáng suốt. Lúc đó tôi mù mờ, lúc đó tôi tâm tối, lúc đó tôi nghĩ không ra, không dám nói, cũng vẫn đổ thừa. Cho mình luôn luôn đổ thừa bên ngoài mà mình không thấy chính bên trong. Và chính vì vậy mình không có sửa đổi được. Cho nên tất cả những gì xảy đến cho mình đều là cái quả. Và cái nhân là ai gieo xuống? Mình gieo xuống. Còn cái người mà gây ra đó, nó là cái nhân trực tiếp. Còn cái nhân gián tiếp mà để cho cái nhân vật đó xuất hiện làm khổ mình đó là do mình tạo ra. Thì nó mới có những cái chúng sinh đó xuất hiện trong đời mình, mới gieo khổ cho mình. Con mà giết cha giết mẹ, chồng vợ mà giết nhau, anh em mà giết nhau, cái duyên cớ trong cái hiện kiếp này để người ta giết nhau đó, nó là cái nhân trực tiếp. Còn cái nhân mà nó làm cái nền tảng sâu xa cho cái nhân trực tiếp này phát sanh đó, vì tất cả những thứ này mình đã gieo xuống rồi. Đó là cái điều mà mình phải cố gắng nói với mình là nên tìm hiểu, nên thấy rõ cái điều này thì mình thoát khổ. Còn mình không chấp nhận điều này, mình không hiểu ra được cái điều này, không có thẳng thắn nhận cái điều này thì mình chỉ làm tăng cái sự đau khổ và sự sai lầm của mình lên. Bởi vì hạnh phúc hay an vui nằm trong tâm của mình. Và cái phần kế tiếp nữa đây đó, trong cái lần tới sư cô giảng đó, thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái cảm thọ trong tâm của mình nó cũng chỉ nằm khi nó đối diện với cảnh mà thôi. Thành ra hạnh phúc hay khổ đau là mình đối diện với cảnh, mình tiếp nhận nó,
mình hưởng cảnh đó, mình xử lý cảnh đó trong cái cảm thọ của mình. Thành ra cái hoạt động về tâm thức của mình nó không đi ra được khỏi cái vấn đề cảnh và tâm. Nhưng mà như chúng ta nói đó, cái sự sai biệt của cảnh, nói theo căn môn thì nó cũng vẫn tùy thuộc theo trong cái phước báu thôi. Sự sai biệt của cảnh thì cảnh nó không bao giờ là nó chỉ thuần nhất có một khía cạnh thôi, mà nó cực kỳ đa khía cạnh. Và cái này cũng do cái phước trí của mình thôi. Mình nhận ra cái mặt trái, cái mặt phải của nó. Mình nhận ra cái sự đa dạng của cái tính chất đó. Và đồng thời đó, cũng chính mình sẽ xử lý cái cảnh đó như thế nào. Rồi cũng do cái tâm của mình thôi. Người rộng rãi bao dung khác, người hẹp hòi khác. Mà nói chữ người cho dễ hiểu, chứ thật ra khi cái tâm từ bi tùy hỷ của mình khởi lên thì tất cả hóa giải được hết. Khi cái tâm nó thuộc về sân tật lận hối đây, nó là lận đây, nó là tật đây, thì không có cái khổ nào không phát sinh lên. Khi mình ích kỷ, nhỏ mọn hay ganh tị người khác thì cái khổ đau phải khởi sinh. Đi con đường của nó là như vậy. Và cái phần thứ hai mà khi mà chúng ta nói đó, là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, năm cái cảnh thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà chúng ta có mặt ở đâu thì thông thường năm cái cảnh này nó đều hiện diện lên hết. Nhưng mà mỗi một cái căn á, là chúng ta bắt có một cảnh thôi, chứ không phải mình có mặt trong cái năm cảnh đó thì mình có thể bắt hết năm cảnh đó. Ví dụ mình đến một cái nơi rất là đẹp, có tiếng chim hót, có cây cối, cành lá, hoa vân vân tươi đẹp, mùi hương thơm, có thức ăn ngon, có nước uống mát chẳng hạn, có cái chỗ nằm nghỉ ngơi thoải mái chẳng hạn, thì năm cảnh ngũ trần đều có mặt hết. Nhưng mà cái gì mạnh nhất nó sẽ thu hút mình, đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai là mình thích cái gì thì mình chọn cái đó trước. Và cái thứ ba nữa là có những người đó, do cái trong cái cảnh nội nó chi phối mà năm cái cảnh ở bên ngoài nó không có ảnh hưởng. Và người ta là trong cái vô định, người ta đi trong cái cảnh đó thì thấy cái gì là người ta tiếp nhận cái đó mà thôi. Đó là những cái trường hợp mà năm cái cảnh trần nó hiện khởi. Mình học cái này để mình biết rằng đó, khi mình đến nơi nào, mình ở nơi nào, hoặc là mình hưởng thụ cái gì trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, thì mình phải hiểu đó là cái khuynh hướng của mình. Mình bị lôi cuốn vì cái gì, thì từ cái chỗ đó mình nhìn ra cái tập khí của mình đi từ cái tiền kiếp cho tới bây giờ. Những cái khuynh hướng nó luôn luôn nó hiện ra, nó lôi cuốn mình, thì mình biết cái tập khí của mình trong tiền kiếp. Để từ đó đó mình biết rằng những cái tập khí này mình nên tiếp tục cho nó tăng trưởng hay là mình làm cho nó bị suy yếu. Cái sự tu tập của mình là nhận ra cái điều đó để mình thay đổi, để mình sửa đổi, để mình điều chỉnh nó trở lại. Cho nên khi mà chúng ta không có cái phước để mà chúng ta tạo cho mình, nó gọi là cái trí văn về tâm linh, trí tư về tâm linh, trí tu về tâm linh, thì chúng ta sống theo như những cái tập khí đi từ nhiều kiếp, mà ta gọi là sống theo bản năng. Cho nên cái đau khổ nhất của chúng ta là khi thân hoại mạng chung đó, là phải tái sanh làm súc sanh. Súc sanh thì sống trong bản năng là chủ yếu. Làm con người dẫu mà thiếu phước đi nữa, mà có lết bằng mo, bò bằng mũng đi nữa, thì cũng vẫn có cái trí tuệ về tâm linh để hiểu biết. Không phải những người có cái phước về vật chất là giàu có,
có cái phước thiện cao, là có cái trình độ học vấn cao mà tu được, chưa chắc. Và không phải những người đó thiếu phước, không đủ ăn, không đủ mặc, không có nhà cửa để ở, không biết một chữ nhất một, không phải thiếu phước để tu. Tất cả làm con người đều có phước để tu tập hết. Đây là cái phước lớn nhất, quý nhất khi chúng ta sinh ra được làm người, thì tất cả đều có phước trí tuệ, đều có một cái ngọn đèn. Nhưng sử dụng cái ngọn đèn này trong đêm tối hay không là do mỗi người có sử dụng hay không. Chúng ta đi trong thế gian này, ăn mặc ở bệnh, ứng xử từ trong gia đình cho tới xã hội, chúng ta có dùng cái đèn này không? Tùy mỗi người. Cho nên cầm cái đèn đi như thế này mà con mắt nhắm lại, thành ra con đèn không cần thiết. Nhắm mắt lại để nghe cái gì? Nghe cái tiếng nói của bản năng. Mà ta đi theo cái dục vọng của mình. Cho nên nhắm con mắt lại và để cho dục vọng lôi đi. Trong cái sự thọ hưởng về ngục, dục lạc, ngũ trần. Năm cảnh thuộc về dục lạc, ngũ trần lôi cuốn người ta. Khi nào người ta mở con mắt ra thì người ta không bị lôi cuốn, mà ta nhắm con mắt lại, cái ngọn đèn trí tuệ che lại rồi, thì dục lạc thế gian là quyến rũ nhất. Trong cái đời sống như thế này, chúng ta cứ nhìn hình ảnh đó, một cái người sai xỉn đó, thì cái mặt nó đần như thế này. Mà nhất là khi nó lột quần lột áo, nó đi ngoài đường, nó nói nhảm lên đó, thì chúng ta thấy nó kém hơn cả súc sanh. Nhưng người đó là chồng của mình đó à? Người đó là cha của mình đó à? Người đó là con của mình đó à? Chúng ta thấy có kinh sợ không? Và cái hình ảnh đó khi thân hoại mạng chung á, nó sẽ sinh ra làm cái hạng súc sanh đần độn như thế. Vậy mà ta đây phải có cộng nghiệp với hạng người đó sao? Không sợ sao? Và biết bao những cái ác nghiệp người ta tạo ra trong cái đời này cũng chỉ vì dục vọng. Quý vị thấy một người cha có cái đứa con cũng trạng tuổi nạn nhân của mình, 10 tuổi thôi, 11 tuổi thôi, nhưng mà mình nhẫn tâm, mình hãm hiếp và giết nó chết. Nếu đó là cha của mình, nếu đó là con của mình, nếu đó là chồng của mình nghĩ sao khi mình có cộng nghiệp với cái hạng người này? Nó làm người nhưng mà cái ngọn đèn trí tuệ của nó đã che tối, vì dục vọng nó đã che hết rồi. Khi tham sân si khởi lên thì cái ngọn đèn bị che, che không biết đến bao nhiêu kiếp. Cho đến khi nào người ta tỉnh ngộ ra, người ta biết rằng sai rồi, thì lúc đó ngọn đèn nó mới được bỏ cái đó xuống để nó soi sáng, chức năng soi sáng của nó mới hiện ra. Vì vậy mà sư cô luôn nói rằng chúng ta có mặt trong cái đời sống này nè để chúng ta học những bài học về tâm linh. Và cái này chúng ta khắn sâu, chúng ta nhớ để rủi như cái phước của mình mà nó sinh ra trong bất cứ cảnh giới nào đó, thì hãy nhìn cái chỗ đó để tỉnh thức. Cho nên tại sao người ta phải tụng sám hối? Tại sao mình phải luôn luôn mình sám hối? Tại vì phải nhận ra cái lỗi của mình, đừng có đổ thừa ai hết. Phải có can đảm nhận ra để mà thoát. Còn không, mình sinh ra, mình ở trong cái cảnh giới nào, mình cứ u u minh minh mà nằm mãi trong cái cảnh giới để khổ đau, để thống hận, để trách móc, để rồi đổ thừa không biết bao nhiêu thứ hết, mà không nhận ra cái tâm tối trong mình. Bao giờ mình nhận ra cái sự tâm tối trong chính đời sống nội tâm của mình sẽ siêu thoát. Cho nên tất cả những chúng sinh ở trong bất cứ một cái cảnh giới nào mà thuộc về cảnh giới thấp, đau khổ, mà sự trong sạch, sự trong sáng, yếu trong tâm thức của mình đó,
ráng mà khơi dậy cái pháp thiện là sự trong sạch, mà sự trong sáng là cái pháp thuộc về thiện trí, thì chúng ta thoát khổ. Chúng ta sẽ rời bỏ những cảnh giới thấp để được tái sanh làm người. Chứ đâu có phải mình được làm người rồi có nghĩa là mãi mãi mình được như vậy đâu. Không phải đâu. Cho nên là năm cái cảnh mà nó cùng hiện ra đó, chúng ta hãy coi những cái khuynh hướng trong tâm của chúng ta. Trong đời sống hàng ngày này chúng ta bị cuốn hút bởi cái gì? Xem xét nó cho kỹ thì chúng ta sẽ biết đó, chúng ta đang để cái gì chi phối trong tâm. Pháp thiện hay là pháp bất thiện chi phối trong tâm. Mình giận dài quá, giận lâu quá, mình bị cái gì chi phối? Bị pháp bất thiện chi phối. Nhưng mà thiếu sáng suốt cho nên ra không được. Và vì vậy nó làm tăng cái nguồn này lên. Làm tăng lên. Mỗi lần cơn giận mà nổi lên thì nó tăng lên. Nó cứ tăng lên, nó cứ ngùn ngụt, nó tăng lên. Nó là lửa mà nó sẽ xóa hết những cái pháp thiện này đi. Mình phải nhận ra gì? Cái người mà người ta làm cho mình bực bội đó là một cái nhân trực tiếp gieo xuống. Nhưng nó gieo xong rồi, hết rồi. Nhưng mình tái tạo lại. Tái tạo là bằng cách nhớ lại. Nhớ lại là giận, nhớ lại là giận, nhớ lại là giận. Nhớ lại là khóc. Nhớ lại là rền rĩ. Là do mình. Do mình che khuất hết, mình xóa hết những phát hiện của mình. Còn khi mình nhận ra rằng khi mà cái người ta tạo tác ra cái đó đó, tạo tác ra để mà đem đến cái sự bực bội cho mình và mình tiếp tục bực bội đó, đây là tất cả đều là pháp đen cả. Và mình tạo tiếp làm chi? Tạo tiếp để hưởng à? Nó cho mình hưởng những cái thứ mình nuốt không nổi rồi, bây giờ mình tạo tiếp, mình hưởng tiếp. Hỏi mình khôn hay ngu? Cho nên người nào giận dai người đó ngu. Người nào thù dai người đó ngu. Tại vì nuốt không nổi mà cứ phải tiếp tục nấu tiếp cho mình nuốt. Hồi đầu nó nấu, nó cán trong họng mình cho mình ăn. Bây giờ nó đi rồi nó không nấu nữa, như tự mình nấu mình ăn tiếp, nấu mình ăn tiếp. Có ngu không? Ngu quá mà không nhìn ra. No mất ngon mà giận mất khôn, trí tuệ đi mất rồi. Nó là cái nghịch, nó là cái điên đảo ở trong tâm. Thấy không? Cho nên cảnh với tâm, từ cảnh ngoại đi vào cảnh nội, mà mình không làm cho nó thay đổi, mình không... Bản thân mình đã nổi lên cái cơn giận rồi mà mình lại còn không có sửa đổi nữa thì mình đòi hỏi người ta sao được. Mình hiểu biết về nhân, về quả, về hoạt động của nhân quả để bỏ đi. Không ăn cái trái thúi hoài, không ăn cái đồ sình trương hoài, không ăn cái đồ bẩn thỉu hoài, mà mình cứ để cho cái tâm mình á là trong cái thọ khổ và thọ ưu đó, là nó cứ hưởng hoài những cái thứ bệnh hoạn đó. Và mình bắt mình phải như vậy. Cái đó là cái tâm tối, cái dại dột mà mình trả giá cực kỳ ghê gớm. Mình sẽ sinh ra trong thế giới của Atula. Mặc dù mình là người tốt, nhưng mà cái tâm sân hận của mình á, nó làm cho mình á quá mạnh mẽ trong cái sân hận đi, thì mình phải ở trong thế giới Atula để mà nó phù hợp với cái lửa sân của mình. Nóng giận lâu, giận dai, giận dài, không có chịu bỏ đi, thì mình phải ở trong cảnh giới phù hợp. Như vậy cảnh với tâm mình nó đang ứng xử đây thì nó sẽ hình thành để nó dẫn mình đi đến cái cõi sống phù hợp với lại cái tâm, với cái cảnh mà mình dính vô. Vì thế rõ chưa?
Cho nên những người mà người ta dính vô bất cứ một cái sự hưởng thụ dục lạc gì trên cái thế gian này đó, mà nó gọi người ta nói nó vô trong tới máu rồi đó, thì cái đời sau những cảnh nó tái hiện lại. Những người mà nghiện ma túy rồi đó, mặc dù cái đời này á đã cai được 20 năm rồi, nhưng mà cái yếu tố gây nghiện ở trong cái người đó vẫn còn rất mạnh mẽ. Cho nên từ trong cái tâm thức đó phải nuôi dưỡng một cái ý chí vươn lên, và nhất định nó khởi lên là cắt đứt, nhất định nó khởi lên là cắt đứt, nhất định nó khởi lên là cắt đứt, thì mới có thể thoát được. Nhưng mà khi tái sanh làm người đó, so với những cái chúng khinh mà nó không hề bị nghiện đó, thì cái khả năng mà nối kết lại của cái người này đã cai nghiện rồi vẫn cao hơn cái người khác. Vì sao vậy? Vì trong sở hữu tưởng nó vẫn còn in dấu đó, và nó tái hồi cực kỳ nhanh chóng. Cho nên chúng ta không dính vào những việc xấu xa. Dính vào việc xấu xa có nghĩa là nó đã có một cái vết đen trên cái dòng tâm thức. Mặc dù không tái phạm nữa, nhưng mà cơ hội để nó trỗi dậy vẫn còn. Nên ngoài đường quý vị thấy một cái khẩu hiệu ta nói rất là sâu đó. Ta nói nè, ma túy dù một lần cũng không thử. Rõ chưa? Một lần cũng không thử. Rượu bài bạc, sắc dục quá nặng nề, không có nên đẩy tay. Vì nó sẽ đi trong đường luân hồi, nó rơi xuống những cái cảnh tâm tối, nó không thoát ra được. Thế mình chính mình tạo cho mình an vui hạnh phúc, mình tạo cho mình sự trong sạch và trong sáng, hay là nó bị vẫy rẫn đục, nó làm cho đục ngầu, nó làm cho bẩn thỉu dơ dáy, là do mình. Do mình biết hay không biết thôi. Khi mình nghe chữ quế nhiễm, mình cứ tưởng là cái chuyện đó là ta nói trong sách Phật, kinh Phật, chứ nói quế nhiễm vậy thôi, chứ mình đâu có biết rằng mình giận là quế nhiễm đâu, mình buồn là quế nhiễm đâu, mình tham muốn là quế nhiễm đâu. Mời ta gục xuống năm cái dục lạc như con heo mà nó chúi vào trong cái máng ăn của nó, đó là quế nhiễm, biết không? Nếu biết không dám. Còn không biết thì cái bản năng cực kỳ mạnh mẽ, bản năng mà thọ hưởng năm cái dục lạc này, mắt tai mũi lưỡi thân cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên năm cái cảnh hiện khởi này nó đi ở trong cái đời sống ta là vậy thế. Bây giờ tới cái phần thứ ba, cảnh và tâm. Cảnh đối với lại cái hướng ngụ môn. Đây, tâm hướng ngụ môn đây. Hướng ngụ môn hay là kháng ngụ môn, cùng một tên gọi. Cái dòng tâm thức của chúng ta đó, trong cái đời sống ta thì những cái hộ kiếp bình thường không có việc gì xảy ra thì đó là tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp này chính là tâm tục sinh, mà tục sinh này chính là tâm quả. Tâm quả đưa đi tái sanh. Sau khi nó làm cái nhiệm vụ tái sanh của nó rồi thì nó trở thành hộ kiếp. Như vậy chúng ta thấy đây là tâm quả. Như vậy cái hộ kiếp này nó thuộc về quá khứ, mà nó vẫn trôi chảy trong cái hiện tại, và nó trôi chảy suốt trong kiếp sống chúng ta. Nó chỉ ngừng lại khi thí dụ như trong năm cái căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ chúng ta nói mắt trước. Thí dụ như cái dòng tâm thức của chúng ta nó cứ trôi chảy bình thường như thế, những cái hoạt động của nó cứ như thế. Và cái tâm tục sinh này hay là tâm hộ kiếp này đó, thì cái cảnh của nó thì nó là một trong ba cảnh cận tử. Cái lúc sắp chết bắt cái cảnh nào, bắt sắp chết bắt cái cảnh nào
cái tâm tử bắt cái cảnh nào. Thì khi nó làm cái nhiệm vụ tử rồi đó, thì nó để cái gia tài lại cho tục sinh. Tức là để cái cảnh này lại cho tục sinh. Và tục sinh nó làm nhiệm vụ xong rồi á, thì nó chuyển qua cho hậu kiếp. Như vậy, đây là một trong ba cảnh cận tử mà trong tâm chúng ta nó cứ đi suốt. Và cái cận tử mà khi chúng ta bắt cái cảnh đó đó, là do cái rừng nghiệp mà chúng ta tạo ra nó đã xuất hiện trong cái giờ sắp chết của mình. Nó cũng do mình. Cho nên mình mang cái nghiệp đó đi trong cái đời sống hiện tại. Trong cái hiện kiếp này chúng ta mang từ quá khứ đến đây, trôi chảy. Khi mà một cái cảnh nó thuộc vào cái cảnh của mắt, khi nó xuất hiện, cảnh của mắt nó là sắc cảnh sắc. Khi cái sắc cảnh sắc này là nó chiếu vào trong hộ kiếp, nó chiếu vào trong hộ kiếp, thì cái hộ kiếp này nó chiếu thì nó chưa kịp hoạt động thì nhưng là đã có cái điểm chiếu ở đây. Nhưng mà nó chưa đủ mạnh, cho nên nó tới một cái hộ kiếp kế tiếp nữa là hộ kiếp vừa qua, nó cũng chưa đủ mạnh. Tới cái hộ kiếp rúng động mạnh hơn chút, tới hộ kiếp dứt dòng nó mạnh đủ để cắt đứt cái quá khứ ở đây. Nó bắt đầu ở đây, nó chuyển về cái kháng ý môn này, nó bắt đầu nó mở đầu cho một cái dòng tâm thức mới trong cái kiếp hiện tại này, này. Trong cái hiện tại này bắt đầu. Như vậy chúng ta thấy này, cái hộ kiếp này nó thuộc về ý, nó thuộc về ý, nó gọi là ý quyền, tức là sức mạnh của cái ý, nó thuộc về cái ý vật, ý căn. Ý quyền hay còn gọi là ý căn. Và như vậy nó thuộc về danh pháp. Như vậy cái tâm mà nó tiếp theo đây, tức là kháng ngũ môn đây, kháng ngũ môn đây, khi mà nó xuất hiện như vậy đó, thì nó cũng phải nằm trong ý căn. Và nó đưa được cái cảnh, cái sắc cảnh sắc này nè, nó chuyển vào trong cái phần kháng ngũ môn. Để làm chi? Để ở đây đó, nếu mà kháng ngũ môn ở đây đó, nó thuộc về mắt á, thì nó sẽ trở thành đó là nhãn môn. Như vậy cái chỗ này đây, nhãn đây, mắt thì nhãn đây, môn đây là nó mở cái cửa ra. Nhiều lần sư cô có giảng rằng là nhãn căn này, hay còn gọi là nhãn quyền đây, thì nó ở trong trạng thái tỉnh. Khi nó bắt đầu hoạt động thì cái môn nó mở cửa ra, thì cái kháng ngũ môn hay kháng hay là hướng ngũ môn thì nó chính là nằm ở chỗ này, nó mở cửa ra, nó đủ sức mạnh nên mở cửa ra. Cho nên nó là cái sắc cảnh sắc này nó chiếu vào hộ kiếp, rồi tới hộ kiếp vừa qua nó mạnh lên chút, hộ kiếp rúng động mạnh hơn chút, hộ kiếp dứt dòng đủ mạnh để cắt đứt cái dòng trôi chảy của cái quá khứ. Và nó bắt đầu cái hiện tại bằng cái kháng ngũ môn. Thì cái kháng ngũ môn này nó hoạt động để mà nó mở cửa ra, nó mới tiếp nhận cái sắc cảnh sắc này. Đây, sắc cảnh sắc xuất hiện đây. Thì đây là cái căn mắt, tức là nó thuộc vào cái phần mà coi như là cấu tạo của mắt, từ cái phù trần căn cho đến tịnh sắc căn. Và bây giờ nó đang mở cửa để nó tiếp nhận, tức là bắt đầu hoạt động. Như vậy cái kháng ngũ môn đây hay là nhãn môn đây, nó bắt đầu mở cửa hoạt động để cho cái này phát sạch.
mà nói về tất cả ngũ môn đó, thì mắt nè, rồi cái tai nè, rồi là mũi nè, rồi cảnh vị nè, cảnh xúc nè, thì như đây, ở đây đó là cái chỗ này nè, thì cái nó gọi là cái tai, tức là cái nhĩ môn này nó hoạt động ở đây. Ở đây là tỷ môn hoạt động ở đây, thiệt môn hoạt động ở đây, và thân môn hoạt động ở đây. Nó làm cho mở cửa ra. Cái cách thức của năm cái này đó, khi nó chiếu vào trong cái dòng hậu kiếp, thì nó phải đi từng bước vậy, khi nó đủ mạnh, nó cắt đứt cái quá khứ. Thì nó mở cửa ra, nó hoạt động. Nó hoạt động nghĩa là gì? Nghĩa là nó tiếp nhận cái cảnh đó đã. Như vậy khán ngũ môn này nó mở cửa ra để nó tiếp nhận cái sắc cảnh sắc. Sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, tùy theo các cái căn môn của nó. Có hoạt động chung nó này vậy. Thì nó mới tiếp nhận cái đối tượng đó. À, nắm chỗ này được ha. Như vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Khi mà cái kháng ngũ môn hay là hướng ngũ môn nó có mặt ở đây đó, thì chúng ta thấy cái vai trò của nó đó là nó nối giữa cái tiền kiếp với cái hiện kiếp. Và ở đây đó nó cũng là nối với cái ngũ song thức, tức là nối tới cái thức quả để nó phát sanh. Khi mà các căn của chúng ta, khi các căn đây, năm căn đây mà tiếp xúc với lại cái năm cảnh đó, thì đến một cái mức độ cho phép thì cái thức quả này nó sẽ phát sanh. Thì chúng ta thấy là khi mà kháng ngũ môn, tức là khi cái môn này nó mở cửa ra, tức là kháng ngũ môn này khi nó mở cửa ra, thì nó chính là khởi đầu cho cái lộ ngũ. Nó sẽ tính bắt đầu từ đây, bắt đầu từ kháng ngũ môn, nó hoạt động kéo dài cho tới cái tâm mốt đây. Vì vậy là nó khởi đầu cho cái lộ ngũ. Và cái công việc của nó đó là nó nối kết giữa cái quá khứ này với cái hiện tại này. Và đồng thời đó, nơi đây đó, nó cũng là tạo cái duyên cho cái thức quả phát sanh. Thì khi mà thức quả phát sanh thì như chúng ta đã biết đó, thì tiếp thọ quán sát cũng sẽ tiếp theo. Mà như chúng ta nhớ thế này, cái số 5 nè, số 6 nè, số 7 nè, là ba cái tâm quả này đó. Khi mà cái ngũ song thức này, ngũ song thức này nó thuộc về thức thiện thì tiếp thọ nó cũng là quả thiện, mà quán sát cũng là quả thiện. Khi nào mà ngũ song thức này nó là bất thiện thì tiếp thọ bất thiện và quán sát bất thiện. Riêng cái kháng ngũ môn này nó thuộc về duy tác, cái công diện của nó giống như là mình nói là nó tự động nó làm việc vậy thôi. Nó tự động nó mở cửa ra vậy thôi. Chứ nó không có tạo tác một cái gì để gọi là để làm cái hạt giống để tạo nghiệp cả. Cho nên là nó là kháng ngũ, nó là duy tác. Và nơi đây nè, cái phân đoán này nó cũng là duy tác luôn. Hai cái duy tác kèm chính giữa hai cái tâm quả này. Như vậy nơi đây, cái nhiệm vụ của nó là chỉ là khai mở cái lộ ngũ. Nhiệm vụ của nó là nó nối giữa cái tiền kiếp với cái hiện kiếp. Nhiệm vụ của nó là nó làm duyên để cho thức quả phát sanh lên. Và khi thức quả phát sanh lên á, thì thức quả này nó làm duyên cho tiếp thọ. Tiếp thọ nó làm duyên cho quán sát. Thì cả ba cái này nè, nếu thiện thì cả ba, mà bất thiện thì cũng cả ba. Cho đến khi cái phân đoán này nó thuộc vào cái duy tác, tức là nó chỉ hoạt động mà thôi, nó không có tạo cái nghiệp xấu tốt gì cả. Đó thì chúng ta hiểu được cái vai trò của cái kháng ngũ môn là nó mở đầu cho cái lộ ngũ. Còn riêng về cái tâm phân đoán đó, thì nó chính là cái hướng y môn. Và nó sẽ là một mình nó, khi mà nó xuất hiện nó không có những cái phần đi đầu đó. Đây là cái lộ ý môn. Thì cái lộ ý môn nó sẽ cũng bắt đầu từ cái chỗ này. Nó không phải là kháng ngũ môn mà nó là kháng ý môn.
cái nội ý này đó nó bắt đầu từ cái chỗ đây kháng y môn. Kháng y môn này nó có mặt trong lộ ý. Nhưng mà cái phân đoán này nè, nó có mặt trong cái lộ hữu. Hai cái này nó là một. Nó có hai cái tên gọi. Khi mà nó ở trong lộ ý thì nó gọi là kháng ý môn, và nó làm cái công việc là nó mở đầu cho cái động tốc nè, mà cũng là mở đầu cho cái lộ ý. Còn riêng cái phân đoán này đó, phân đoán này nè, là nó mở đầu cho động tốc, nhưng nó không phải mở đầu cho lộ ngũ, mà mở đầu cho lộ ngũ là kháng ngũ môn. Nó khởi sự từ đây. Còn cái phân đoán đó là nó bắt nguồn từ đây để nó khởi đầu cho cái chuyện tạo tác cái nghiệp. Nhớ nha. Như vậy chúng ta nhớ hai cái này là một nè. Kháng ý môn hay phân đoán nó chính là một. Nhưng nó có hai cái tên khác nhau, là bởi vì phân đoán á, thì cái nhiệm vụ nó làm trong lộ ngũ, nó cũng đứng đầu để mà nó mở đầu cho cái giải của động tốc. Nhưng nó không phải là mở đầu cho lộ ngũ, mà mở đầu cho lộ ngũ là kháng ngũ môn. Còn đó, cái kháng ý môn này nó mở đầu cho lộ ý đây. Cái vị trí của nó nằm đây. Sau khi mà cái hộ kiếp dứt dòng rồi thì là kháng ý môn nó phát sanh lên, thì nó đi liền động tốc. Nó không có bốn cái phần ở trên này. Không có kháng ngũ môn, không có song thức, không có tiếp thọ, không quan sát. Nó không có bốn cái này, mà nó nằm ngay đây luôn. Đó là cái điểm khác nhau của nó. Thì chúng ta từ từ thì chúng ta sẽ hiểu được. Bây giờ chúng ta qua một cái phần nữa là năm cái cảnh này đối với ngũ song thức, đối với tiếp thọ và đối với quán sát. Khi chúng ta nói cái lộ ngũ và cái kháng ngũ môn này là chúng ta nói chung cho năm cái. Nói chung. Bởi vì thì sao mà nói chung? Là bởi vì khi cái nguyên tắc của nó khi nó khởi sanh lên á, là nó đi những cái điểm chung với nhau, cho nên mình nói chung. Nhưng mà khi nó riêng á, thì nó phải nói đến các cái yếu tố mà nó làm cho khởi sanh được cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vân vân. Nó sẽ có cái cách hoạt động riêng của nó. Nhưng mà những cái điểm chung nhất là nó giống nhau. Tức là khi một cái cảnh sắc, hay là cảnh thinh, hay cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì nó vẫn chiếu vào cái dòng hậu kiếp này. Nó chiếu vào cái dòng hậu kiếp này. Và nó từ từ, nó từ hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rứng động, hậu kiếp chiếu rộng, nó mạnh dần lên để nó cắt đứt cái cảnh chủ, và nó mới đưa vào một cái dòng mới. Thì như vậy là cái này chúng ta đã học nhiều rồi đó. Thì sư cô nói là cái kháng ngũ môn này nó không có tạo một cái vai trò gì mà gọi là nó thúc đẩy cho cái ba cái này nó đi theo sao cả. Cái nhiệm vụ của nó là mở cửa và nó tiếp nhận. Thì như nhiều lần sư cô giải thích cho quý vị đó, là khi mà cái cảnh nó xuất hiện trước các căn, khi nào cảnh này là quả thì nó mới làm cho cái tâm này nó rúng động và nó tạo nên ứng xử thì mới nói là quả. Còn khi nó không tạo nên rúng động và nó không tạo nên sự ứng xử, nó không phải là quả. Thí dụ giờ chúng ta học chung một cái lớp này thì ai cũng biết mặt biết tên nhau hết. Thì đó là cái duyên mà chúng ta gặp lại từ bao nhiêu kiếp cho tới bây giờ mới gặp lại nhau. Nhưng mà khi nào giữa hai người mà nó bắt đầu nó có một cái mối quan hệ thân thiết với nhau, hẹn nhau cùng đi học, bài vở cùng chia sẻ với nhau, rồi tâm sự cả chuyện nhà, vân vân, tất cả mọi thứ nó khăng khít với nhau, thì cái người này mới là cái quả của người kia. Còn chúng ta biết nhau nhưng mà chỉ gặp nhau để chào thôi, thậm chí cần thiết mới hỏi thôi, thì nó chưa thành ra một cái ứng xử mà nó tạo nên cái sự rúng động trong tâm, thì nó chưa phải là cái quả. Bởi vì nó chưa có tác động sâu xa. Nhưng mà cũng là một cái duyên lành, nó cũng là một cái cộng nghiệp lành từ nhiều kiếp
để mà gặp lại nhau, chứ không có phải rằng là như chúng ta hiểu đây là cái tình cờ mà đến đây. Chúng ta thấy như là tình cờ, nhưng mà nó không tình cờ. Cũng như cái vi diệu pháp này không phải đời này quý vị mới học, nếu mà đời này quý vị học là đã nghỉ lâu hết rồi. Tại vì đến thì chịu không nổi đi mất rồi. Còn cái người nào mà còn học lại lâu dài đó, là cái người này đã tiền kiếp nó đã gắn bó rồi, nên bây giờ nó mới gắn bó được, còn không là đi. Bởi vì nó giống như gọi là nó lướt qua cái cảnh đó rồi, nó không thấy thích hợp, cho nên là nó không có tiếp nhận để mà nó hưởng cái cảnh đó lâu dài, hoặc nó ứng dụng cái cảnh đó lâu dài. Nó sử dụng được, nó không sử dụng được, nó lướt qua rồi đi. Thành ra cái đó là một cái duyên lành để gặp thôi, nhưng nó không đủ phước lành để mà mình hưởng. Cái, kể cả cái oan trái cũng vậy đó. Có những cái khi cái phước mình nó đầy đủ nó lướt qua, còn cái phước nó không đầy đủ nó cứ trì trệ ở lại hoài, để nó làm cho mình phải bị dằn vặt, để cho mình phải bị khổ đau. Thì khi đó mình hiểu ra rằng đây là quả. Cho nên nó giữa một cái nhìn trong cái pháp tục đế và cái pháp chân đế đó, chúng ta phải học cái điều này. Còn nếu chúng ta không có học được cái điều này đó, thì chúng ta tưởng pháp tục đế là pháp chân đế. Pháp tục đế chúng ta thấy con người. Con người này nó có những cái mối quan hệ ước lệ với nhau. Ta gọi đây là cha mẹ, đây là anh em, đây là chồng vợ, đây là con cái. Nó là một cái mối quan hệ trong cái cộng nghiệp của ta, trong cái duyên nó đã nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Nhưng mà khi chúng ta nhìn sâu hơn nữa đó, thì mỗi ngày chúng ta đang tiếp cận với ai đây? Chúng ta đang tiếp cận với cái tâm. Tâm mình đang tiếp cận cái tâm của cái người sống chung với mình. Và cái tâm của người sống chung với mình mà khi nào nó thiện lành và tâm mình cũng thiện lành, thì đó là duyên lành, là quả phước với nhau. Còn khi nào tâm mình không có an ổn, tâm người khác không an ổn, thì nó làm thành cái mâu thuẫn, cãi cọ, không hài lòng, oan trái lẫn nhau, thì chúng ta hiểu đây là quả bất thiện đang phát sanh. Quan trái đang có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta muốn ở nó lại lâu hay muốn nó ra đi? Muốn ở lại lâu thì cái tâm của chúng ta đó cứ bức xúc đi thì nó ở lại lâu. Còn muốn nó ra đi thì cái tâm chúng ta phải yên ổn. Chúng ta phải nhìn nó để thấy là quả. Và cũng là nhân. Quả là bởi vì đó, người ta đem đến những cái lời nói khó nghe lắm mà mình bắt buộc phải nghe thì nó là quả. Nhưng nó cũng là nhân, là bởi vì người ta đang gieo xuống đó. Và mình nhìn thấy như vậy để mình thấy một cái nhân sâu xa hơn. Tất cả gì người ta đang gieo xuống đây là chính mình đã có gieo xuống rồi. Nhận ra như vậy để làm chi? Để mình không có trách người ta, mình không có oán người ta, không có hận người ta, mà mình nên sám hối. Để những gì người ta đang làm đây đó, mà ta gieo xuống cho mình á, mình không dám làm nữa. Còn nếu không, người ta gieo một, mình gieo mười. Mình không có chịu thua đâu, không có chịu nhịn đâu. Thua là ngu, nhịn là ngu. Cái người đó, nó chỉ gọi là hữu giống mà vô mưu, tức là dùng cái lực sân của mình để đánh lại cái lực sân, mà không biết rằng á, trong cái trí tuệ nó có cái dũng. Khi mình sáng suốt, mình nhận ra cái nhân quả đó, thì cái chuyện mình sám hối, cái chuyện mình không hận thù người ta, đó có cái dũng và có cái trí mới làm được, chứ không phải hạng người ngu mà có thể làm được. Bởi vì hạng người ngu mà có nhịn người ta thì nó thấy nhục. Hạng người ngu thì nhịn người ta mà uất ức,
thì cái đó nó không phải có trí tuệ, và cái đó nó không có cái dũng, mà nó chỉ làm cho cái sân hận nó bị nén chặt lại, và đến lúc nó bùng nổ cực kỳ ghê gớm. Đó, cho nên là chúng ta thấy những cái hoạt động này nó diễn ra trong cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta hiểu là nó là cái nhân quả nó nối kết từ tiền kiếp cho tới bây giờ. Chúng ta không biết thì chúng ta có quyền phủ nhận, nhưng mà cái luật về tâm linh nó đi như vậy đó. Còn chuyện mình chấp nhận là khác, chuyện mình không chấp nhận là khác, cái đó là cái quyền của mình khác. Còn luật thì vẫn là luật thôi. Bây giờ cái sức hút của quả đất thì vẫn là sức hút của quả đất, còn mình không chấp nhận thì đó là chuyện của mình. Còn nó vẫn hoạt động như thế đó. Nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta hiểu biết thì có lợi cho mình hơn. Còn mình không chấp nhận, mình không hiểu biết thì mình phải chịu thôi, chứ đâu có ai chịu. Cho nên trí tuệ sáng suốt vẫn đem lại sự bình an và hạnh phúc cho mình. Trí tuệ không sáng suốt thì không đem lại bình an và hạnh phúc. Cho nên là sau khi mà cái cửa này nó mở, cái cửa của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân mở ra rồi, thì bắt đầu quả trổ sinh. Ba cái quả liên tiếp này nó trổ sanh. Cho nên nó đi từ cái chỗ nó gọi là cái cảnh đối với ngũ song thức, đối với tiếp thọ, đối với quán sát. Tức là cảnh đối với ngũ song thức, với tiếp thọ, với quán sát. Thì khi một cái cảnh mà nó chiếu vào trong cái hậu kiếp này, cho đến cái hậu kiếp dứt dòng rồi đó, thì cái cảnh này nó vẫn tiếp tục. Khi mà kháng ngũ môn mở cửa ra thì vẫn cảnh này tiếp tục. Cảnh này vẫn tiếp tục. Và nó tiếp tục như vậy trong cái phần mà thức nó phát sanh đây nè, rồi tiếp thọ quán sát đây nè, nó bao giờ nó cũng phải nằm trong cái dạng thuộc về đạo đức của nó. Tức là nó là thiện hay là bất thiện. Mà thiện hay bất thiện này nó cực kỳ nhanh, nó tiếp nhận cực kỳ nhanh, nó như một cái lực hút, nó hút lẫn nhau rất lẹ, nhanh lắm. Như lần trước sư cô có thí dụ đó, một cái công ty nó đã quy định là cái người tiếp tân đó mặc một bộ cơm lê đen, một người tiếp tân mặc bộ cơm lê trắng. Thì khi cái người khách mà cái cửa nó vừa tự động mở ra thì cái người khách bước chân vô thì họ mặc cái màu sáng hay cái màu tối thì tất cả đều biết hết. Thì vậy hai cái người tiếp tân này nè không có nhầm lẫn được. Cái người khách mà họ bước chân vào mà họ mặc cái màu tối thì đương nhiên cái anh mặc complete đen ổng phải đi dẫn vô thôi. Và khi anh dẫn vô như vậy đó, dẫn vào đây, mở cửa ra anh dẫn vô, thì anh phải đi theo cái phòng tiếp nhận này nè, cái tiếp thọ này nè, cũng phải là cái khu đen. Và đây nó cũng là quán sát, cũng phải là cái văn phòng đen luôn. Còn khi mà cái người khách mặc đồ trắng màu sáng vào thì cái ngũ song thức này nó là pháp thiện, nó sẽ tiếp nhận tiếp thọ để pháp thiện quán sát nó. Pháp thiện. Như vậy khi nó cảnh nó vừa xuất hiện thì cái thức quả này á là cái nó đã có trong cái tiền kiếp này nè. Nó đã thu hút ngay. Vậy thì ghê gớm chưa? Cho nên là nhiều lần sư cô giảng thế này, tất cả những gì khi nó khởi lên trong ý nghiệp của mình là quả trổ sanh. Cái gì khi mà nó hình thành ra cái lời nói ở trong tâm hay cái lời nói thoát ra, quả nghiệp trổ trong tâm. Khi mình ứng xử, người ta có thể không biết, nhưng mà cái gì nó điều động cái sự ứng xử đó đều trổ quả trong tâm. Và nó nằm đây, nó nằm đây, nó nằm trong thức quả bất thiện đây, nằm trong quả thiện đây, nằm trong quả thiện đây. Như vậy tới cái thời điểm hoạt động của nó là nó câu thông cực kỳ nhanh. Tâm quả nó thụ động nhưng mà nó có cái lực hút. Như vậy khi chúng ta tạo á, là chúng ta tạo nghiệp.
Nhưng tạo nghiệp xong rồi nó trở thành cái quả nghiệp. Thì cái quả nghiệp nó phục sẵn ở đây, chờ khi các cảnh xuất hiện thì những quả nghiệp làm gì hết. Cho nên cái khi mà bắt đầu mình tu tập đó, mình hạn chế sự tiếp xúc. Tại vì khi mà từ trùng trùng điệp điệp trong cái luân hồi đó, mình đâu biết cái trên trời đất này cái người mà cái thuộc về cái quả nghiệp của mình nó ở đâu đâu có biết được. Con rắn, con rết, con chuột, con gián, con heo, con chó, con gì nó là duyên lành mà con gì nó không phải duyên lành không biết được hết. Cho nên mình càng mở ra chừng nhiều chừng nào thì quả nghiệp càng có cơ hội xuất hiện chừng đó. Cho nên mình tiếp xúc nhiều, mình giao lưu nhiều, mình nói nhiều thì mình tạo tác nhiều, có vậy thôi. Và mình chiêu cảm nhiều. Mà cái thiện lành chiêu cảm hơi khó. Vì thường khi mà chúng ta phát ra những cái mà chúng ta nối kết đó, thường thường là phóng vật là chủ yếu. Chứ còn cái thanh tịnh là nó không thích nối kết. Cái thanh tịnh nó sẽ tự động nó kháng khích. Mà cái nối kết đó, nó đi tìm kiếm. Vì thế hai cái khác nhau. Nó đi tìm kiếm, nó đi trong phóng vật của nó. Nó đi trong tham muốn của nó. Nó đi trong luyến ái của nó. Còn cái thiện nó tự động. Nó đến gần với nhau. Hai con đường nó rất là khác nhau. Cho nên duyên nhiều chừng nào thì khổ đau chừng đó. Bởi vì từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ chúng ta gieo rắc. Thiện cũng có mà không thiện cũng có. Cho nên làm người rồi, để trở lại làm người khó lắm, không phải dễ đâu. Mà làm người để rồi buông tay đó, rơi vào trong cảnh khổ dễ vô cùng. Hãy nhìn cái tâm của mình hằng ngày có được yên ổn không? Hay nó bức xúc? Hay nó lo đủ thứ, lo trên trời dưới biển, lo đủ thứ đó. Cái lo đó nó phát xuất từ luyến ái mà. Bây giờ cơm thì đủ ăn, áo đủ mặc, nhà cửa yên ổn rồi. Lo không biết con gái nó làm ăn như vậy có giàu được không? Con trai như vậy vợ nó săn sóc nó có kỹ không? Trời ơi, lo con bò trắng răng. Thì thế vì vì vậy mà tâm nó quế diễm theo. Không, quý vị thấy chưa? Nó đặt chuyện ra để lo. Mà lo cái chuyện mà không cần phải lo. Thì vậy là đủ biết cái tâm nó quế nhiễm rồi mà không thấy. Ngày đêm cứ giờ chọc cho bệnh hoạn khởi lên vậy đó. Bệnh của tâm. Tâm nó bệnh. Cho nên là nhiều nơi người ta giảng cái pháp môn niệm Phật là nó đúng lắm chứ đâu sai. Khi mà như vậy thì tốt ơn niệm Phật thì vẫn hơn là ngồi đó mà để cho cái tâm mình nó chạy lung tung. Bởi vì khi nó chạy như vậy là những pháp bất thiện nó phát ra. Nó tạo nên quả, tạo nên quả, tạo nên quả, tạo nên quả, tạo nên quả. Thì nó thành ra một cái lực. Khi các căn chúng ta tiếp xúc các cảnh, lập tức những quả bất thiện sẽ khởi sanh. Rồi bây giờ mình nói chứ, trời ơi sao người ta cái gì cũng thuận thôi mà tôi cái gì cũng nghịch. Là bởi vì tôi chứa nhiều cái quả bất thiện quá. Tôi giận ai tôi giận hoài, tôi không có nhẹ ra mà. Thì cái đó tôi chứa đó. Để khi mà tôi thấy cái cảnh này thì tôi liên nghĩ tới cái người đó thì tôi lại giận tiếp. Mình cứ hành hạ mình thôi. Cho nên mình không thấy cái chuyện mà tâm mình khởi lên nó trổ quả. Nó trổ quả, nó phục sẵn trong tâm. Giờ đây nó tiếp nhận, quý vị thấy ba cái quả đi liền nhau. Rồi bây giờ chúng ta nhìn nè. Ở đây là chỉ mở cửa nha. Khán ngụ môn nó mở cửa. Nhưng mà ba cái này đó là quả bất thiện này. Hoặc là ba cái này đó là quả thiện nè. Ngủ song thức, tiếp thọ, quán sát có thể thiện và bất thiện. Nên bây giờ nếu mà nó thiện á, thì nó tới đây á, thì hiếm khi nó bất thiện. Bởi vì một cái năng lượng lành nó thúc tới. Thì cái phân đoán này nè, hay là cái kháng ý môn này đây nè, cái kháng ý môn này nó nằm đây, thì thường nó sẽ có một cái tác ý khéo.
tức là nó như lý tác ý, thì pháp thiện nó đi khởi sanh, pháp thiện đi khởi sanh. Còn nó tác ý không khéo thì là cái pháp bất thiện nó phát sanh. Mình nói chữ khéo hay không khéo là một cái cách diễn tả mà thôi, chứ thật sự ra đó, đây là hộ kiếp của mình. Hộ kiếp của mình khi đi tái sanh đó, là hai cái luồng nghiệp trắng đen này nó có sẵn rồi. Thật ra khi mà cái phân đoán này nó hoạt động đó, để mà nó tạo tác nên một cái dòng tạo tác mới đó, thì lạ lùng thay nó lại nối kết về quá khứ là hộ kiếp đây. Mà cái quá khứ này nó có hai cái luồng nghiệp, luồng nghiệp trắng và luồng nghiệp đen. Thì khi mà nó tới đây, nó sẽ ở chỗ nào đây? Nó đi qua bên trắng hay là đi qua bên đen? Đấy. Nó đi chỗ đó. Mình nói chữ đi, thật ra này, ngay đây nó có một cái lực. Nó là một cái hấp lực đối với nhà. Khi đi phân đó, ở đây nó là cái lớp hấp lực, nó hút qua nhà. Khi mình phân tích phán đoán cái gì đó, nó sẽ như thế này, có trí hay không có trí. Người phán đoán có trí khác, người phán đoán có tưởng khác. Lúc mình phán đoán mình tưởng, lúc mình phán đoán mình có trí. Có trí đi vào pháp thiện, có tưởng sai, tưởng điên đảo đi vào pháp bất thiện. Hằng ngày chúng ta sẽ để ý thế này, chúng ta sống bằng tưởng nhiều hơn bằng trí. Tại sao vậy? Vì tưởng nó là một cái kho tàng kinh nghiệm. Cái khi người ta nói cái gì mình chưa nghe hết câu đó, mình nghĩ mình hiểu rồi, là tại vì nó cắm vào trong cái phần quá khứ mà thuộc về cái tưởng của mình. Tưởng này nó là một cái kho kinh nghiệm. Mình giờ mới nghe nó hơi giống giống là mình nhập vô liền, mình không nghe nữa. Đó là một cái nha. Cái thứ hai nữa là khi cái tưởng mình nó đã hình thành những cái khuôn mẫu rồi, hình thành những khuôn mẫu rồi. Khi cái người khác mà đưa một cái khuôn mẫu khác, không tiếp nhận, chống đối liền. Cũng là cái tưởng. Người đó không nghe bằng trí, cho nên là phản đối, phản bác. Cái gì có thấy người ta tạo tội không? Người ta nói thế này, niệm Phật thôi đó thành Phật, tại sao con đi học tầm bậy tầm bạ không? Ai nói vậy? Tưởng nói. Vì trong cái tưởng này đó, người ta chỉ thấy có một pháp môn này là duy nhất mà thôi, còn tất cả những cái khác khác đây đó đều không có thể chấp nhận được. Tẩy chay đi. Khi nào cái tâm thức của chúng ta còn phát triển, còn mở ra, thì chúng ta không dính vào trong tà kiến. Tà kiến là chúng ta khuôn lại, chúng ta cố định và chúng ta chết ngắt ở trong đó luôn, chất cứng vào trong đó luôn. Thành ra khi mà phân đoán này nè, nó đi vào và nó nối kết lại với cái dòng nghiệp ở quá khứ đó, thì giữa cái trí và cái tưởng này nó đang hoạt động cái chỗ đó đó. Và khi mà trong cái quả nghiệp chúng ta chứa đó, thì nó sẽ có một cái hùng lực và cái ma lực, nó sẽ là cái lực khúc đó nghe. Cho nên trong tích tắc là chúng ta đã quyết định thì xử lý nó ra sao cực nhanh. Cho nên nó sẽ gắn liền với cái bản chất hay là cái tính cách của mình. Và nói theo Phật học, nó chính là nghiệp lực của mình. Và cái nghiệp lực này nó sẽ hình thành cái nghiệp cảm để nó hút với nhau. Nó cực kỳ nhanh. Nó nhanh hơn cả một cái tia chớp. Thì làm sao mình kiểm soát nữa? Rất là khó kiểm soát. À, chúng ta thấy nó hoạt động. Quý vị có thấy không? Một cái chớp mắt của mình mà nó hoạt động là coi như cả triệu cái dòng tâm thức như thế này. Huống chi những cái này mà đâu có trở tay kịp. Không trở tay kịp. Và khi mà bắt đầu đó, nó nối kết vào đây rồi đó,
thì nó đưa ra những cái suy nghĩ này, những cái lời nói này, những cái ứng xử này. Thì nó phải làm rồi đó, nó mới suy xét lại. Có những người đó, họ tiếp nhận xong họ suy xét. Suy xét đi, suy xét lại, suy xét đi, suy xét lại, rồi mới đi tới cái chỗ này. Có những người nó phải qua cái này rồi, nó mới trở lại, nó suy xét. Thì khi suy xét nó gần gắn vào đây, nó gần gắn vào đây. Cho nên những cái người đó mà cái thiện căn họ mạnh á, khi họ bị một cái lực bên ngoài tác động vô, thì họ có thể quyết định làm xấu. Nhưng mà sau đó rồi họ nghĩ đi nghĩ lại thì họ không dám. Còn khi nào mà nói họ nó mạnh á, thì họ nghĩ đi nghĩ lại rồi họ thấy không đúng, nhưng nó vẫn mạnh cho nên vẫn làm. Biết sai vẫn làm. Nó phải có cái lực ở bên trong. Cho nên là chúng ta phải suy xét ở cái chỗ này, để chúng ta biết rằng đó là trong cái lời dạy của cái Đức Phật, khi mà dạy chúng ta 10 cái điều phải làm đó, trong đó có nói rằng là mình phải có cái tạo tác cái điều thiện. Tuy mình chưa có thể tạo được cái điều thiện trí, nhưng mà cứ cái điều thiện là thiện nhỏ, thiện lớn gì, thấy điều tốt rồi là chút xíu rồi thấy là đi ra đường thấy một cái cục đá, kệ nó, ráng bỏ một chút đi, lụm để vô đường. Nhiều khi một cái xe nó chạy ngang, cái vận tốc nó nhanh quá, nó bắn cái hòn sỏi đó lên, nó bể cái kiếm của cái xe khác, nó có thể thay gây ra thương tích hoặc cái tai nạn nó xảy ra, có thể vậy. Thành ra một cái cục đá, cục sỏi mình để vô đường cũng là một cái điều thiện. Cái gì thiện cứ thể làm. Không phải vấn đề cái việc thiện lớn hay nhỏ, mà vấn đề cái tâm chúng ta đã khởi lên được cái thiện. Và nó có điều kiện nó khởi lên hoài, thì quý vị thấy là cái dùng tốt đẹp này nó sẽ lớn hơn. Và như vậy cái khi mà nó năm cái cảnh nó hiện khởi lên á, thì ba cái quả thiện nó trổ xanh thì chúng ta tránh được. Cho nên mới nói là ở hiền thì gặp lành, làm phước thì được phước. Chứ còn mình không làm thì lấy đâu nó tích lũy trong tâm? Ai cho mình? Không có ai cho mình cả. Tự mình tạo mà. Tất cả điều thiện và điều bất thiện đều do mình tạo ra. Ngay cả cái người khác người ta có xúi dục mình đi nữa, thì cái phần nào mạnh thì mình thắng à? Người ta xúi mình làm điều thiện mà cái tâm mình nó xấu ác, mình làm điều thiện không được. Người ta xúi mình làm điều ác mà cái tâm mình nó thiện quá, nó làm cũng không được luôn. Thành ra cái tu bổ, cái tài bồi là do mình. Rồi bây giờ chúng ta tạm ngưng đây để sư cô trả lời cái câu hỏi này. Lần sau chúng ta tiếp. Câu hỏi thế này là: trong thiền Vipassana giữa đời thường, ta sống luôn chánh niệm hay biết thực tại hiện tiền, như vậy có nên chăng khi cố tình hoặc vô ý ta nhớ lại quá khứ, những cảnh tốt như dân y đặt bát cúng dường cho tâm thiện khởi sinh? Và nếu như vậy có mâu thuẫn chăng khi ta phải sống trong chánh niệm giây phút hiện tại, như vậy xử lý thế nào? Thì khi mà nói là chúng ta luôn sống trong cái chánh niệm đó, thì nó là một cái phương pháp, một cái cách thức để mà chúng ta thực hiện được cái lời dạy mà gọi là duy tuệ thị nghiệp. Tức là lúc nào cũng là làm cho cái việc mà chúng ta phát sanh cái trí tuệ đó, nó trở thành làm cái thói quen tốt của mình. Thành ra cái chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày, nó là một cái cách mà để giúp cho chúng ta đó, làm cho cái trí tuệ nó có điều kiện để nó phát sanh lên. Là như nhiều lần sư cô dùng một cái từ dễ hiểu đó, mình làm cái gì á, mình ý thức rõ cái điều đó. Mình làm cái gì mình có thể kiểm soát được cái điều đó. Mình làm cái gì đó, mình đều đó là biết rõ ràng về cái điều đó. Thì cái đó là cái mà tất cả chúng ta đây, cái phước làm người chúng ta ai cũng làm được. Không có một người nào không làm được. Chỉ có khác nhau đó là cái người làm thường xuyên và không thường xuyên. Ngay cả mình không cố ý làm, nó vẫn tự nó làm được.
Cho nên chúng ta nhớ rằng cái chánh niệm đó tự nó sẽ khởi sanh. Khi nào trong tâm ta có cái sự thiện lành, có sự trong sáng, chánh niệm tự khởi sanh. Không phải chúng ta muốn nó khởi sanh mà nó khởi sanh được. Khi mà cái muốn của chúng ta nó là cái muốn để do cái tham muốn của mình đó, nó không thể khởi sanh. Mà nó khởi sanh trong một cái điều kiện đó, nó rất là trong sạch, rất là trong sáng, tự nó khởi sanh. Cái pháp đó nó khởi sanh trong cái điều như vậy. Cho nên là khi hướng dẫn cho quý vị là hành thiền 10 phút thì sư cô đều nói là phải hành thiền trong một cái tư thế rất là thoải mái, rất là thư giãn. Được không? Được không là vấn đề. Bởi vì cái hạnh phúc khi mà chúng ta hành thiền đó là cái lúc đó là trạng thái chúng ta là trạng thái tâm thiện, bình an. Bình an, nhẹ nhàng, thư thái. Thì đó là bản chất của pháp thiện, mà nó là cái nền tảng để trí tuệ phát sanh. Như vậy cái phần thứ nhất nói như thế này: mình cố tình hoặc là không cố tình, nhưng mà làm cho những cái cảnh tốt ở quá khứ nó trạo trở lại, thì như vậy nó có mâu thuẫn gì trong cái chánh niệm trong giây phút hiện tại không? Thì xin trả lời thế này: khi mình không có cố ý mà nó dẫn khởi lên, thì mình biết ngay là pháp thiện, cảnh thiện, việc thiện đang phát sanh. Chánh niệm như thế. Nếu bây giờ mình cố ý làm cho nó khởi lên, thì mình cũng biết mình đang cố ý làm cho nó khởi lên. Và biết sâu hơn nữa, mình sẽ hỏi, mình sẽ thấy rõ tại sao cố ý làm cho nó khởi sanh lên. Là bởi vì mình muốn được phước nhiều cho nên cố ý cho nó khởi sanh lên. Như vậy dẫu cho nó khởi sanh lên nhưng mà nó mang theo cái nọc độc ở bên trong là tham nhiều phước thiện. Thì thấy luôn pháp quỷ nhiễm, thì chánh niệm với nó không hề mâu thuẫn. Nó là nó mà chánh niệm là chánh niệm, không có bị mâu thuẫn. Bây giờ mình ngồi đây mình cố ý mình nhớ lại cái điều thiện mình làm, nhưng mình ý thức rõ mình đang nhớ lại cái điều thiện đó làm, thì mình chánh niệm là chủ yếu. Còn cái chuyện nó nhớ là nó nhớ, hoặc nó tự dưng nó nổi lên, nó thấy những cái hình ảnh đó, nhưng mình thấy nó khởi lên, đủ rồi, không có mâu thuẫn. À, có ai thắc mắc về cái này? Có thắc mắc không? Hai cái này nó không mâu thuẫn. Bởi vì cái chánh niệm là cái mà mình thấy biết cái gì nó đang hiện khởi đó rất là quan trọng. Nhiều người không có hiểu cái chỗ này, cứ nghĩ rằng mình vô hành thiền đó là mình phải lúc nào mình cũng phải có cái chánh niệm liên tục thì mới vui được. Không phải đâu, không phải mình muốn, không phải mình cố ý được, nhưng mình giữ một cái trạng thái tâm trong sạch và trong sáng thì tự nó sẽ khởi lên. Tự nó sẽ làm việc. Và từ khắc là mình sẽ biết tất cả những điều đó. Và cái biết đó nó cực kỳ quan trọng. Là ngay trong cái hiện tại này đó, hàng ngày như vậy nó giảm cái sự nhọc nhằn trong tâm và trong thân luôn. Khi nào cái sức khỏe mình kém đó, nó bắt đầu suy sụp xuống đó, mình hãy thả lỏng, mình thư giãn, và mình ý thức rõ được cái hơi thở của mình. Mình ý thức rõ tất cả những cái điều hoạt động của mình, là con người của mình nó sẽ phục hồi, nó cân bằng rất nhanh. Quý vị có ứng dụng rồi quý vị mới thấy nó cân bằng rất nhanh. Dĩ nhiên nó không phải là như một cái người mà trai trẻ, không phải vậy. Và nó không phải để trở thành một lực sĩ, nhưng mà cái sự quân bình về thân và tâm xuất hiện rõ ràng. Và một cái lợi ích lớn thứ hai nữa đó, là trong cái giờ lâm chung mà mình thấy rõ, biết rõ như vậy á, là chúng ta ra đi trong thiện pháp. Và con đường mà tái sanh á, trong cái thiện nghiệp của mình đương nhiên phải đạt được. Và ngay cả khi chúng ta thiếu may mắn nữa đó, là chúng ta phải rơi vào trong cái cảnh giới thấp, cảnh giới của ma chẳng hạn vậy. Nhưng mà chúng ta nhận thức rõ rằng tại sao bây giờ mình lại đứng ở đây, còn ở đây, đang chìm ngập trong cái suy nghĩ thế này.
chỉ cần thấy vậy là thoát rồi, là siêu thoát rồi. Và tự mình làm cho mình siêu thoát. Mình nghe người ta cầu siêu, ta lặp lại tên mình hoài, mình biết chết rồi, vậy chết rồi. Vậy sao còn đứng ở đây trong cảnh này? Đây là thế giới của ma mà, thấy rõ vậy siêu thoát. Cho nên cái trí văn, trí tư và trí tu đó, nó không phải chỉ trong một kiếp đây chúng ta mới thành tựu. Nhiều A Tăng kỳ kiếp lắm. Rồi những cái dục vọng trong cái dục lạc của ngũ trần này nó sẽ lôi kéo chúng ta. Và mỗi lần như vậy là nó che lên. Mà hãy chúng ta đó, mà hãy đi cái pháp thiện thì nó mỏng lần nó rơi xuống. Rồi lại che lên, rơi xuống, che lên, rơi xuống. Trong cái luân hồi chúng ta khùng khiểu như vậy. Lúc thì tỉnh, lúc thì mê, lúc thì tỉnh, lúc thì mê, mà cứ lặp lại hoài. Cứ lặp lại hoài mà không thấy rõ. Không thấy rõ cho đến bao giờ chúng ta thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ. Thì chúng ta sẽ biết chúng ta tự tiết giảm cái gì. Còn không là không có tiết giảm. Những cái dục lạc nó cứ lôi cuốn. Nó là một cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng nằm trong cảm thọ. Mà sắp tới đây chúng ta sẽ học để chúng ta biết là những cái cảm thọ nó nằm cái lực hút. Và cái thế giới của chúng sinh trong cõi dục là thích thọ hưởng. Hưởng lạc. Thọ hưởng cái hỷ. Và không thích thọ ưu, thọ khổ. Không chấp nhận nó. Nhưng mà chúng ta ứng xử không đúng thì tất cả những cái pháp bất thiện nó tăng lên chứ nó không giảm. Cho nên là cái mà chúng ta nói là cái tư hậu mà để cho cái khi mình nhớ lại những cái việc tốt của mình làm á, để cho nó những cái pháp thiện nó được khởi sanh lên trong tâm. Nhưng coi chừng, nếu nó tự nhiên nó khởi lên á thì nó là pháp thiện đấy. Nhưng mình cố ý, mình khơi nó lại đó, thì coi chừng cái mà điều khiển sự cố ý bên trong nó là cái tâm gì? Nó là cái tâm tham phước hay là cái gì? Cho nên có những người ta làm phước do tham phước. Giống như là làm có tiền là do tham có tiền, ham muốn có nhiều tiền để làm. Cho nên có những người đó người ta làm rồi có được nhiều tiền đó, người ta sai. Sai mê trong cái việc mà người ta hái ra tiền. Còn cái người làm phước á, có những khi người ta cũng sai mê để làm phước. Mà khi dùng cái chữ sai mê rồi thì chúng ta thấy si nó đã có mặt. Thành ra phước nó vẫn có. Do đó mà khi mà nó trổ sanh đó, quý vị thấy không? Khi nó trổ sanh đó, mình sẽ có mặt ở trên cái đời này nè. Cha mẹ là giàu nứt dách đổ dấu, muốn cái gì có cái đó rồi. Nhưng mà khi á, những cái muốn đó nó lại không dẫn mình đi trên con đường mà cao thượng, mà nó dẫn mình đi trong cái dục lạc để hưởng cái phước đó đó. Tại mình say mê làm phước mà, thì bây giờ nó phải có phước chứ. Nhưng mà cái phước này nó thiếu trí. Thì khi nó phát sanh ra vậy đó, mình thọ hưởng trong cái thiếu trí. Cho nên là tất cả các cái dục lạc này đó, mình đều có điều kiện để hưởng hết. Thấy chưa? Vì thế một cái dục lạc kỳ lạ mà người ta rất là thích hưởng đó, là cái dục lạc thuộc về âm thanh. Mà dục lạc thuộc về âm thanh nó không phải ngọt ngào, mà nó là những tiếng gầm rú ghê rợn dành cho những người đua xe hơi, đua xe gắn máy. Những cái tiếng hú kinh hồn và những vận tốc kinh khủng, đó là con đường của ma quái. Và nó sẽ đi vào trong cái thế giới ghê rợn đó khi nó chết như thế. Vì nó thích như thế mà. Nó thích trong tiếng hú, trong tiếng gầm, trong tiếng thét. Và cái cảm thọ mà thuộc về cái âm thanh ghê rợn đó phù hợp với nó. Cho nên nó không còn kiếp người nữa. Và khi một cái tai nạn xảy ra đó, là coi như cái thân thể không còn nguyên vẹn.
Mà khi đã chết rồi đó thì khó mà được làm người. Nhưng quý vị thấy một cái dục lạc lạ luôn á, nó hút người ta đi đấy. Chúng ta hãy nhìn tất cả những cái dục lạc trên thế gian này mà nó cám dỗ những cái chúng sanh đó, đó thì chúng ta mới thấy là kinh hoàng. Và đừng bao giờ nghĩ rằng đó là mình không có trong đó. Khi mình có phước thì nó đến một mức độ nào đó thôi. Khi mình tâm tối một chút thì cái sự đắm say của mình sẽ phát sanh. Bởi vì lục căn mình, ngũ căn mình có hết, căn ý mình cũng có luôn, thì như vậy mình muốn giờ nào chẳng được. Nó cuốn hút mình. Cho nên chỉ khi cái trí tuệ của người ta phát sanh lên á, ta kiểm soát được, biết rõ được, ý thức được, và người ta sẽ nói là đây là pháp thiện hay là pháp bất thiện, đây là việc nên làm hay không nên làm, thì từ chỗ này nó sẽ phân tích phán đoán ra đây để mà nó tạo tác, nó tăng lên trong cái dòng nghiệp thiện hoặc tăng lên trong dòng nghiệp thiện, nó sẽ tạo tác. Và luân hồi là chúng ta cứ sống vậy, cứ đi vậy, cứ làm vậy. Cho đến bao giờ chúng ta vượt ra khỏi pháp thiện và pháp bất thiện thì chúng ta mới thoát được. Đó, cái con đường chúng ta đi, cái hoạt động chúng ta là như vậy. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Không thì chúng ta ngưng ở đây. Xin mời quý vị nghỉ.